Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình cắt được một ít hẹ nhà trồng á, đem xuống chiên với trứng nè các bạn. Bình thường các bạn chiên trứng với lại hành lá đúng không? Thì hôm nay các bạn đổi thành chiên với hẹ đi. Ăn cũng rất là thơm ngon luôn á nha các bạn. Làm món này á, thì cực kỳ đơn giản luôn, cũng như là mình chiên trứng bình thường thôi à các bạn. Đầu tiên á, thì mình cũng cắt hẹ ra nè. Mình cắt nhỏ hẹ ra ha. Món này thì cực kỳ đơn giản luôn nhưng mà chưa chắc là nhiều người biết á các bạn. Tại bình thường là các bạn hay chiên trứng với lại hành lá thôi à. Mình cũng ít thấy ai ăn với lại hẹ lắm. Trứng chiên với hẹ mình nghĩ là ít người biết tới á, nên là các bạn thử ha. Rồi hẹ cắt xong cho vô tô thì mình cũng đập trứng vô luôn nha các bạn. Mình đập vô là 4 trái trứng ha. Với 4 trái trứng này á, thì mình sẽ nêm là một nửa muỗng canh nước mắm với lại một nửa muỗng canh hạt bột ngọt nha các bạn. Các bạn nào mà ăn được tiêu thì cho thêm tiêu vô nữa thì nó thơm hơn ha. Còn hôm nay nhà mình hết tiêu rồi nên là mình không có bỏ tiêu vô đây. Nêm xong rồi á thì các bạn quậy đều lên, quậy cho tan hết gia vị ra rồi đem chiên thôi. Các bạn có thể đổ hết vô chảo chiên bình thường hoặc là các bạn chiên kiểu cuộn lại giống như mình nè. Các bạn chiên kiểu cuộn lại thì các bạn cho trứng vô từ từ thôi. Chiên kiểu này á, thì một xíu nữa các bạn cắt từng miếng ra thì nhìn nó sẽ hấp dẫn bắt mắt hơn ha. Làm trứng cuộn á, thì các bạn nhớ là đổ trứng mỏng mỏng thôi nha các bạn, cho nó nhanh chín với lại nó dễ cuộn hơn á các bạn. Chứ các bạn đổ dày quá là các bạn cuộn thì nhiều khi trứng nó sẽ bị gãy ha. Đó, các bạn đổ mỏng thôi nè, mình cuộn nó sẽ dễ hơn, trứng nó chín được đều hơn nha. Rồi các bạn ơi, vậy là mình đã làm xong món trứng cuộn hẹ rồi nha. Bây giờ mình cắt trứng ra nè. Cắt theo miếng nhỏ vừa ăn thôi nha các bạn. Rất là đơn giản đúng không? Mà lại lạ miệng nữa. Chúc các bạn thành công. Bye bye.